Ai chinh phục được chính bản thân mình thì họ là chiến binh hùng mạnh nhất. Đừng bao giờ làm bạn với những người không có gì tốt hơn mình. Mỗi khi cơn tức giận nổi lên, hãy suy nghĩ về những hậu quả sẽ diễn ra. Bằng 3 phương pháp chúng ta có thể học được sự khôn ngoan. Thứ nhất, bởi sự quán chiếu chính là cao quý. Thứ hai, bằng cách bắt chước. Cách này dễ nhất. Và thứ ba là bằng kinh nghiệm, đó là cách cay đắng nhất. Khả năng của con người sẽ không bao giờ bắt kịp được nhu cầu xã hội. Những gì người có địa vị cao thường tìm kiếm là ở bản thân mình. Những gì người có địa vị thấp bé thường tìm kiếm là ở những người khác. Bất cứ nơi nào bạn đi, hãy đi bằng tất cả trái tim. Hãy đưa hướng dẫn cho những người tìm kiếm kiến thức, sau khi họ đã phát hiện ra sự thiếu hiểu biết của chúng ta. Nghĩ đến cơ thể thì đừng mong cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Lỗi lầm thật sự là có lỗi nhưng không sửa đổi nó. Mọi thứ đều có vẻ ngoài tuyệt vời nhưng không phải ai cũng nhìn thấy điều đó. Dở nhất trong các cư xử là không thấy lỗi sai của mình. Khi bạn yêu một điều gì có nghĩa là bạn muốn điều đó sống. Sự im lặng là người bạn thực sự và không biết phản bội. Cứu xét tâm tính thì đừng mong không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sẽ học không thấu đáo. Dùng thì đừng nghi ngờ, nghi ngờ thì đừng dùng. Có kiến thức không nghi ngờ, có lòng nhân, không ưu tư, có dũng cảm không sợ hãi. Danh không chính, lời chẳng xuôi. Vô minh là đêm của tâm, nhưng đêm đó là đêm không có trăng và sao. Học mà không đâm chiêu là vô ích, suy nghĩ mà không học là hiểm nghèo. Ngồi bàn tiệc đừng ra vẻ anh hùng, rượu đã làm cho nhiều người gục ngã. Điều mà người quân tử suy nghĩ và tràn trọc chính là đức hạnh. Điều mà kẻ tiểu nhân ngày đêm lo nghĩ chính là bổng lộc, lợi ích. Nếu có người khạc nhổ sau lưng bạn, điều đó có nghĩa là bạn đang ở phía trước họ. Nếu ghét một người có nghĩa là bạn đang thất bại trước người đó. Làm ơn đừng cầu mong đền đáp ấy là người có mưu tính. Quân tử giúp người không bao giờ so đo tính toán, kẻ tiểu nhân so đo tính toán mà không giúp người. Người quân tử hòa mình, không cùng người khác câu kết, kẻ tiểu nhân lại câu kết, móc miệng người khác mà không hòa mình cho dù bề ngoài, thì tỏ ra hòa mình với mọi người. Trước khi bạn bắt tay trả thù ai đó, hãy đào hai cái mộ. Người quân tử nghiêm khắc với mình, người tiểu nhân lại khắc khe với người. Người tài đức làm rồi mới nói, họ nói theo những việc đã làm. Mất niềm tin vào bạn bè còn xấu hổ hơn bị bạn bè lừa dối. Người không có chữ tín sẽ không làm nên việc gì cả. Thế lợi đừng nhúng tay ngay, nhúng tay có ngày hắc ám tâm trí. Có 3 dạng bạn bè ích lợi và có 3 dạng làm nguy hại. Bạn ngay thẳng, bạn trung thực và bạn học rộng hiểu nhiều là bạn lợi ích. Bạn làm bộ làm tịch, bạn ưa chịu chuộng và bạn hay gian xảo. Nịnh bợ là bạn nguy hiểm. Người quân tử yêu cầu đó là bản thân. Loại tiểu nhân yêu cầu đó là mọi người. Người quân tử luôn hướng lên, hướng xa, kẻ tiểu nhân thì lại càng ngày hướng xuống dưới. Có kiến thức thì không nghi ngờ, có lòng nhân thì không ưu tư, có dũng cảm thì không sợ hãi. Làm việc đừng mong dễ dàng thành công, vì nếu dễ dàng thành công thì bản thân thường kiêu ngạo. Ai cũng có quyền được học hành, được hưởng nền giáo dục, không phân biệt loại người. Hãy tìm ngọn nến nhỏ để thắp lên, đừng ngồi đó nguyền rủa bóng tối nữa. Học cho rộng, hỏi cho kỹ, nghĩ cho thấu đáo, phân biệt cho rõ, làm cho hết sức. Người quân tử không đề bạt kẻ biết nói lời hay, cũng không được bỏ ngoài tai lời kẻ xấu nói phải. Đừng mong người khác thuận theo ý mình, vì nếu được người khác thuận ý sẽ tức sinh tự kiêu. Một người không suy nghĩ và lập kế hoạch lâu dài sẽ gặp rắc rối ngay, tại cửa nhà mình. Nhìn vào những lợi ích nhỏ nhặt sẽ cản trở hoàn thành những việc lớn lao. Sự nghiệp đừng mong bằng phẳng dễ đi, vì không gặp phải thử thách nguyện không bất khuất. Hãy chọn công việc mà bạn thích, bạn sẽ không phải làm việc ngày nào trong cuộc sống của mình. Sự nghiệp không nên cầu mong không có chông gai, trắc trở gì không có sự nghiệp, ý chí sẽ không vững vàng. Không quan trọng việc bạn đi chậm thế nào, miễn là đừng bao giờ dừng lại. Người không biết lo xa sẽ gặp phải phiền hà trước mắt. Đừng lo mình không có chức vị, chỉ lo mình không đủ tài để nhận lấy chức vị đó. Trong đời đừng cầu không thử thách, vì không thử thách thì kiêu sa nổi dậy. Kẻ ngốc khinh miệt lời khuyên tốt, người khôn ngoan sẽ ôm nó vào lòng. Đá quý không thể được đánh bóng mà không có ma sát, con người không thể tốt lên mà không trải qua kỷ luật. Bản chất của kiến thức là có nó và áp dụng nó. Nếu không có kiến thức, hãy thú nhận sự thiếu hiểu biết của bản thân. Giống như nước, người khôn ngoan sẽ biết thích nghi với nghịch cảnh. Cây dừa dẻo dai luôn sống sót qua cơn bão,
cây sồi hùng vĩ thường gãy đổ sau cơn mưa. Những người ở đẳng cấp khác nhau sẽ có những hành động khác nhau. Việc họ làm gì sẽ nói lên họ là con người như thế nào trong cuộc sống. Khi biết rằng đó là những mục tiêu không thể đạt được, đừng điều chỉnh mục tiêu, hãy điều chỉnh hành động. Đừng làm điều mình không thích với người khác. Đối với quê hương, gia đình ruột rà nên tránh gây thù, chút oán. Không nhìn điều sai trái, không nghe điều bậy bạ, không nói điều vu khống, không làm điều càn quấy. Chúng ta nên cảm nhận đau khổ, nhưng chúng ta không nên bị chìm dưới áp lực của nó. Chỉ có sự khôn ngoan và ngu ngốc nhất của con người là không bao giờ thay đổi. Hiếu thảo là cội nguồn của đạo đức. Tôi nghe nhưng tôi sẽ quên, tôi thấy và tôi sẽ nhớ, tôi làm và tôi sẽ hiểu. Hiểu những gì mình cảm giác được và không cảm giác được đó chính là tri thức thực sự. Tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích. Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích. Anh em không hòa, bạn bè vô ích. Làm việc bất chính, đọc sách vô ích. Làm trái lòng người, thông minh vô ích. Không giữ nguyên khí, thuốc bổ vô ích. Thời vận không thông, mưu cầu vô ích. Cảm ơn bạn đã xem video. Hãy like và subscribe kênh Từ Điển Danh Ngôn nhé.